quỳ bên nhau, con chắp tay tạ ơn Ngài. Chúa chúc phúc cho tình yêu thắm nồng, là hạnh phúc khi con tim cùng chung nhịp, là hồng ân Ngài đã kết hợp chúng con. Quỳ bên nhau chắp tay con nguyện cầu, hòa khúc ca để dâng mẹ yêu dấu, đôi tim nhỏ một lòng lời đoán nguyện, xin mẹ thương che chở đời chúng con. Nụ hoa tươi tỏa ngát hương thơm nồng, nụ tình yêu mà Chúa đã gieo bông, xin cảm tạ tình Ngài luôn giữ gìn để tán thay cho tình yêu chúng con. Quỳ bên em, anh khắc sâu lời đoán thề, suốt đời anh xin nguyện mãi bên em. Dù xuân đến hay những khi mùa đông, rời ông suốt cuộc đời anh. Chúa
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta đã cảm nghiệm được trong cuộc đời của một người cần có những việc quan trọng. Và ông bà cũng đúc kết với chúng ta rằng có ba cái việc quan trọng nhất trong đời sống một con người, đó là tậu trâu, cưới vợ và xây nhà. Tậu trâu ở đây có nghĩa là chọn một cái công việc, chọn một cái sự nghiệp cho mình. Và nếu như ai chọn được đúng cái sự việc, đúng công việc, sự nghiệp cho mình, người đó sẽ thành công, sẽ phát triển và có được những cái gia tài trong cuộc đời. Cái công việc thứ hai được gọi là công việc quan trọng, đó là cưới cho mình một người vợ, chọn cho mình một người bạn đời. Ngày hôm nay khi mà chúng ta chứng kiến có rất nhiều những cái cuộc hôn nhân đổ vỡ bởi vì người ta chưa đủ khôn ngoan, chưa đủ cái sự tìm hiểu một cách cặn kẽ để tìm cho mình một người bạn đời xứng đáng, và vì thế nên nó đem ra rất nhiều những cái điều bất trắc cho đời sống gia đình, cho tương lai của cuộc đời. Và công việc thứ ba, đó là công việc xây cho mình một mái ấm gia đình, một tổ ấm gia đình. Chúng ta biết rằng cuộc sống hàng ngày bon chen vất vả, nhưng mình sẽ trở về nhà, trở về tổ ấm nếu như tìm ở nơi đó được một sự bình yên, hạnh phúc. Có những người không muốn trở về nhà mình nữa bởi vì ở nơi đó nó không còn là tổ ấm nữa. Nó là hỏa ngục, nó là nơi để người ta sinh ra đau khổ cho nhau. Vì thế nên ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta đã dạy chúng ta những điều rất chí lý như thế. Với những người công giáo, để sống được những cái giá trị mà con người muốn tìm kiếm, chúng ta phải sống đức tin của chúng ta. Lòng trông cậy vào Thiên Chúa sẽ giúp cho chúng ta bớt đi những sự kiêu căng, làm cho con người của chúng ta trở nên biết khiêm tốn. Ông Các Mác ông ấy dạy chúng ta rằng nhà thờ mà càng ít thì nhà tù sẽ càng nhiều. Bởi vì khi con người đến với nhà thờ, đến với những nơi thánh thiện, con người sẽ bớt đi cái sự kiêu ngạo và làm cho cho mình trở nên những con người khiêm tốn, để rồi đỡ làm những việc ác, đỡ làm những cái việc thất đức. Hôm nay chúng ta cộng đoàn chúng ta cùng với anh Anton Nguyễn Văn Linh và chị Anna Nguyễn Thị Thảo Sương. Ở nơi đây có sự hiện diện của gia đình nhà chị Thảo Sương. Các cụ, các ông, các bà là những người không cùng tôn giáo với chúng tôi, nhưng chúng ta hiệp ý với nhau cầu nguyện cho con cái chúng ta được hiệp ý, được hợp nhất, được yêu thương, được hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân này. Vì thế nên chúng ta có một thánh lễ trong ngôi thánh đường của giáo xứ Bái Xuyên hôm nay. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Anton Nguyễn Văn Linh và chị Anna Nguyễn Thị Thảo Sương. Trong ngày mà anh chị quyết định thiết lập một gia đình, đối với anh chị thì đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy lấy lòng yêu mến cùng với nghĩa bạn bè và những lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ anh chị. Hãy cùng anh chị lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa là Thiên Chúa.
là trên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa xuống trên các tôi tớ Chúa đây là anh Anton Nguyễn Văn Linh và chị Anna Nguyễn Thị Thảo Sương, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách huấn ca: Phúc cho người chồng lấy được vợ hiền, số ngày sống như được nhân đôi, vợ đảm đang làm vui lòng chồng, năm tháng đời ông trôi qua trong bình an. Vợ hiền là vận may ban cho người biết kính sợ Chúa, cho người chồng hay làm việc nghĩa. Dù giàu hay nghèo, lòng ông vẫn khoan khoái, nét mặt ông luôn hớn hở. Duyên dáng của người vợ biết trang điểm làm chồng vui vẻ, tài quán xuyến của nàng cho ông no đủ. Vợ thông minh và ít nói là quà tặng của Chúa, không gì sánh bằng người có giáo dục. Vợ thánh thiện và đoan trang là ân huệ tuyệt vời, người tiết hạnh thật là vô giá. Mặt trời mọc trên núi của Chúa soi sáng thế gian thế nào, vẻ đẹp của người vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của nàng như vậy. Đó là lời Chúa. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Ôi vinh phúc cho người hằng sợ Chúa luôn, đường lối Chúa chính trực bền tâm dõi bước, nhiều công sức lấy người được hướng thanh nhàn, ngàn muôn phúc lộc hạnh phúc dâng tràn. Chỗ nhiều trái tươi là hiền thế dịu dàng ở trong gia thân, cành ô nâu
trời bốc non đêm, là con cái bạn đầm ấm sum vầy. Cho người sợ Chúa luôn, từ Si-ôn Chúa thương tình luôn chúc phúc. Này giờ niềm huy hoàng Chúa phú hương thịnh, hồng ân ngút ngàn của Chúa ban tặng. Đàn xung quanh lòng hân hoan gia đình thật bao êm ấm, nguyện xin Chúa ban ơn lành xuống giữa đây, bình an Chúa trời trùm kín dân Ngài. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, là những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng mình, để nếu có ai không tin vào lời, thì nhờ cách ăn lết ở của những người vợ, chứ không cần lời nói mà họ được chinh phục. Bởi xem xét cách ăn lết ở trong sạch với lòng kính sợ của chị em. Chị em đừng lo trang sức bên ngoài như bện tóc, đeo vòng vàng hoặc trưng diện y phục quý giá, nhưng hãy là con người nội tâm với đồ trang sức không hư lát, với tâm hồn hiền lành và thanh thản, đó là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, xưa kia các phụ nữ là thánh, những người tin vào Chúa đều trang điểm như thế, và họ tùng phùng chồng mình như bà Sarah đã vâng phục ông Abraham khi gọi ông là ông chủ. Chị em là con cái của bà, khi chị em làm việc thiện mà không sợ bất cứ đe dọa nào. Cũng thế là những người chồng, khi sống chung với vợ, anh em phải biết các bà là những người thuộc phái yếu, nên hãy tôn trọng vợ mình như những người đồng hưởng ân ban sự sống, để lời cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở. Sau cùng, tất cả những người hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, yêu thương nhau như anh em, có lòng xót thương và khiêm nhường. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy nguyền rủa đáp lại nguyền rủa, nhưng trái lại hãy chúc lành, vì anh em được mời gọi đến lãnh phúc lành làm gia nghiệp. Đó là lời Chúa. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: đây là huấn lệnh của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con.
Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã thí mạng vì bạn hữu của mình. Các con là bạn hữu của Thầy. Nếu các con thi hành những điều Thầy truyền, Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái của các con tồn tại. Để những gì các con xin cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một cậu bé hỏi mẹ: mẹ ơi, sống ở trên đời điều gì quan trọng nhất? Người mẹ nói với đứa con rằng: sống ở trên đời điều quan trọng nhất là tìm được hạnh phúc. Và chúng ta đi tìm hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta bằng rất nhiều những cái con đường, những nẻo đường, những cách thức khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận rằng con người của chúng ta được tạo hóa, sinh ra là một thọ tạo cao quý nhất. Vì thế nên, hạnh phúc mà chúng ta đi tìm cũng phải tìm bằng một phương cách đúng đắn, hay là tìm đến một mục đích cao quý. Với một cái lời ca tụng Linh ư vạn vật, con người của chúng ta được tạo dựng trong đức tin Công giáo, nói với chúng ta rằng chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa và chúng ta được tạo dựng giống Ngài. Vì thế nên chúng ta hãy làm ra như lời Chúa phán, hãy làm ra những con người giống hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống nòi trên mặt đất. Đó là hạnh phúc của con người, đó là giá trị của con người. Như vậy thì mục đích của con người là để đạt tới hạnh phúc, và hạnh phúc đời đời, hạnh phúc vĩnh viễn. Nếu như chúng ta có được một chút hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày, ví như hạnh phúc hôn nhân, thì chúng ta cũng được nếm trước cái hạnh phúc đời đời mà Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta. Và để có được hạnh phúc đời đời như thế thì con người phải biết vâng phục thánh ý Thiên Chúa, giữ những cái điều luật mà Thiên Chúa đã tác tạo. Thực ra thì con người được đạt tới hạnh phúc ấy khi mà con người được dựng nên giống hình ảnh Ngài, giống như là câu chuyện trong vườn địa đàng lúc ban đầu. Nhưng vì con người đã không vâng phục Thiên Chúa, đã lỗi phạm, nên con người tự đánh mất đi cái hạnh phúc đó. Và Thiên Chúa luôn luôn tìm cách cứu vớt con người. Ngài thể hiện lòng thương xót, Ngài sai con một xuống thế gian để chết trên cây thập giá, để xóa bỏ tội lỗi và chuộc tội chúng ta, và dạy chúng ta rằng hãy sống yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Không có tình yêu thương nào quý hơn tình yêu của người thí mạng sống vì người bạn mình yêu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà là những người bên tôn giáo bạn. Khi mà các cụ bước vào nhà thờ, bất kỳ một nhà thờ nào của đạo Công giáo, thì đều thấy có một cây thánh giá. Và hình ảnh cây thánh giá có một người thanh niên chịu đóng đinh trên đó. Đó là chính hình ảnh mà Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh, chuộc tội và làm gương cho chúng ta. Vì thế nên, như lời Chúa Giêsu đã phán, không có ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã thí mạng vì bạn hữu của mình. Khi chúng ta chiêm ngắm về cái tình yêu con người, thì ca dao tục ngữ Việt Nam cũng có câu rằng: đừng có đứng núi nọ mà trông núi kia. Nghĩa là đừng có thái độ không bằng lòng, không có an tâm chấp nhận hoàn cảnh, hay là đón nhận
những cái điều mình đang có. Đừng có đứng nọ núi nọ trông núi kia, như người ta đã lên án cái phi lý của cái thói quen trong cái câu ca dao tục ngữ mà chúng ta vẫn sống trong đời sống hàng ngày. Xưa nay thế thái nhân tình, vợ người thì đẹp, văn mình thì hay. Chúng ta vẫn cứ có cái cách sống như vậy, và ai trong chúng ta cũng có cái lăng kính nhìn như vậy. Và thói thường thì người ta ít hài lòng về những cái mình đang có, mà là cứ đi ao ước những cái của người khác. Nhiều khi còn thua cái mình đang có nữa cơ, nhưng mà mình vẫn cứ mơ ước, vẫn cứ ngắm nhìn. Mà người ta chưa biết dừng lại để hưởng những cái mình đang có, trong khi người khác đang mong chính cái mình đang được có đó. Ông thi sĩ Nguyễn Công Trứ trong một bài thơ cũng đã dùng lời của cổ nhân mà khuyên với chúng ta rằng: hãy hài lòng với những gì mình đang có. Được hoa thì mừng hoa, được nụ mừng nụ. Với một cái câu nói danh tiếng để lại rằng: tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc. Tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Có nghĩa là biết đủ coi thì coi là đủ, đợi đủ bao giờ mới đủ. Biết nhàn hãy coi là nhàn, đợi nhàn bao giờ với nhàn. Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc. Tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Ông Nguyễn Công Trứ đã dạy chúng ta như vậy. Thế rồi trở về với cuộc sống hàng ngày, ít khi chúng ta nhận ra những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, mà trời đã phú cho chúng ta. Và trái lại, chúng ta chỉ muốn nhìn thấy những cái mình còn thiếu để xin hoặc là đi tìm kiếm. Trong cuộc sống gia đình cũng thế, nếu biết nhận xét, chúng ta sẽ khám phá ra biết bao nhiêu những điều chúng ta đã được đón nhận từ ân huệ Chúa ban, để rồi có một gia đình, có một vợ con, vợ chồng con cái đề huề. Và vợ chồng sống chung được với nhau thì cũng tạo nên một mái ấm gia đình, để rồi con cái cũng hưởng cái hạnh phúc hôn nhân, mái ấm gia đình đó. Và khi con cái thấy cha mẹ sống với nhau yêu thương, cũng tạo nên một mẫu gương để cho con cái biết hiếu thảo với cha mẹ sau này. Và vì thế nên chúng ta cũng phải nói thật với nhau rằng, không phải tìm đâu xa, đôi khi chúng ta cũng thấy các nhà thi sĩ cũng nói với chúng ta: hạnh phúc không ở thiên đình, ở ngay bên cạnh người mình đang yêu. Cũng trong một tư tưởng như thế, ông Lâm Ngữ Đường, một học giả nổi tiếng của người Trung Quốc, cũng nói với chúng ta rằng: thế giới ngày hôm nay giống như một quán cơm, ai ăn món này người gọi món khác, nhưng ai cũng nghĩ rằng món của người bên cạnh thì ngon hơn cái món cơm, cái món ăn của mình đang dùng. Chúng ta luôn luôn ở trong một cái tâm thức như vậy. Và thực ra thì hạnh phúc luôn luôn có cái tính chủ quan, tùy từng người. Ai không có thể đem lại hạnh phúc đến cho mình thì cũng không sẵn sàng chấp nhận những hạnh phúc mình đang có. Và hạnh phúc có hay không cũng tùy thuộc ở cái thái độ và sự đánh giá của mỗi người chúng ta. Ví như người ta nói với chúng ta rằng: một túp lều tranh nhưng mà hai trái tim vàng, thì họ trở nên yêu thương và họ hạnh phúc trong cái hoàn cảnh, trong cái cuộc sống của họ. Yêu nhau thì chẳng quản chiếu giường, một tàu lá chuối che sương cũng tình. Các nhà thi sĩ nói với chúng ta như thế. Và hạnh phúc cũng không phải ở một cái thứ tiền chế có sẵn, nhưng tùy thuộc vào cái thái độ, cái cách xây dựng của mỗi người chúng ta. Nhà tâm lý Robert Holland cũng nói với chúng ta rằng: hạnh phúc tùy thuộc vào bản thân ta hơn là vào những gì xảy ra bên ngoài chúng ta. Nếu chúng ta tìm hạnh phúc ở cái chỗ đứng của mình, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được nó. Nhưng nếu chúng ta cứ ngõ chờ hạnh phúc đến từ người khác, đến từ hoàn cảnh khác, chúng ta sẽ đánh mất nó. Vì thế nên chúng ta hãy tập thu tích những hạnh phúc nho nhỏ trong đời sống hàng ngày, để có thể
nói một cách rằng không phải ngày nào cũng có những biến cố quan trọng trong cuộc đời, nhưng ngày nào cũng có những niềm vui và hạnh phúc nho nhỏ đến với chúng ta. Hãy sống cởi mở với những niềm vui đó. Nếu quên đi, cuộc đời sẽ trở nên đơn điệu và có thể sẽ trở thành bệnh hoạn, bởi vì một cái lăng kính nhìn, một cái góc nhìn, một cái tư tưởng nó luôn luôn có thể nói là ngự trị trong cái cách đánh giá của chúng ta. Và nếu như chúng ta không nhìn một cách khách quan, nó sẽ trở nên bệnh hoạn cho chính cái con người của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đôi bạn trẻ thân mến, hôm nay chúng ta đến với nhà thờ Chúa để chúng ta cầu nguyện cho đôi bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Chúng ta tin rằng các bạn đang có một hạnh phúc, nhưng để xây dựng một hạnh phúc gia đình, chúng ta phải biết xây dựng và vun đắp cho nhau. Hãy cùng với nhau tạo dựng nên những cái tình yêu, nên những cái hạnh phúc mà mình đang có. Nhưng đối với những người Công giáo, để giữ được hạnh phúc gia đình, chúng ta phải có một đời sống đạo đức. Nhờ việc sống đạo đức, nhờ việc giữ giới răn của Chúa, chúng ta sẽ có được cái lòng bác ái quảng đại trong chính con người của chúng ta. Và đó chính là thái độ để cho chúng ta biết sống, đón nhận nhau, nhận những khả năng của nhau và biết chấp nhận cả những khiếm khuyết, những cái bất toàn của nhau. Xin Chúa là đấng hay thương xót và đấng hay chúc lành cho tất cả những khiếm khuyết của chúng con. Xin bù đắp và nâng đỡ để cho chúng con biết đến với nhau, xây dựng với nhau bằng một hạnh phúc chân thành. Và như thế chúng con sẽ có được một cuộc hôn nhân, một mái ấm gia đình hạnh phúc cho chính cuộc đời của chúng con. Ước mong được như vậy. Amen. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và trước mặt cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính Người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vì trước mặt Hội Thánh tra hỏi các con về ý định của các con, Anton Nguyễn Văn Linh và Anna Nguyễn Thị Thảo Sương, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không ạ. Thưa không ạ. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Anton Nguyễn Văn Ninh, nhận em Anna Nguyễn Thị Thảo Sương làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Anna Nguyễn Thị Thảo Sương, nhận anh Anton Nguyễn Văn Ninh làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh hàng ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con và bày tỏ trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, tạ ơn Chúa. Tập thế nào? Tay cái phải của cái xương ngựa ra, để lên trên. Rồi. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy.
dao vào, bỏ đĩa xuống, lấy cái nhẫn bé này. Em Anna Nguyễn Thị Thảo Sương, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Anton Nguyễn Văn Linh, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và sự trung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa chứng kiến một đôi bạn trẻ có những lời khế ước và có những kỷ vật để thề hứa với nhau trung thủy trong đời sống hôn nhân. Cộng đoàn chúng ta nộp một tràng pháo tay để chúc mừng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Mời cộng đoàn cùng đứng lên, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin cho anh chị em thân mến nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã nói thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh Anton Nguyễn Văn Linh và chị Anna Nguyễn Thị Thảo Sương. Chúng ta hãy ký thác một gia đình mới này cho Chúa và dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Xin cho hai tín hữu Chúa đây là anh Anton và chị Anna vừa liên kết với nhau cách thánh thiện qua bí tích hôn phối được khỏe mạnh và được cứu độ muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa ban phúc lành cho giao ước của hai anh chị. Như xưa Ngài đã sẵn sàng thánh hóa tiệc cưới tại Cana. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa ban cho hai anh chị được hưởng tình yêu hoàn hảo và phong phú, được Chúa trợ giúp và được sống bình an và trở nên chứng tá tốt lành cho danh xưng Kitô hữu của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin cho dân Kitô mỗi ngày thêm mạnh sức và cho tất cả những ai đang gặp cảnh gian nan khốn khó được ơn trên phù giúp chở che. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa Thánh Thần làm sống lại ơn bí tích cho các cặp vợ chồng đang hiện diện nơi đây. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban Thánh Thần của tình yêu Chúa xuống trên các tôi tớ Chúa đây, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể gây phiền muộn Chúa cho những người Chúa đã ban chư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tình yêu con dâng Chúa ơi, tình thương con dâng Chúa thiên bình, làm lễ
Anh chị em hãy cầu nguyện hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và đưa về cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con khẩn cầu và ghé mắt nhân từ nhận của lễ chúng con dâng, để cầu cho các tôi tớ Chúa đã được liên kết với nhau bằng giao ước hôn nhân thánh thiện. Ước chi nhờ các mầu nhiệm thánh này, họ được bền vững yêu thương nhau và kính mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Đức Kitô, Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa, để dân mà Chúa cứu chuộc nhờ mầu nhiệm chết và sống lại của Người sẽ được chung phần thần tinh với Người và đồng thừa tự vinh quang của Người trên trời. Qua hôn nhân của người nam và người nữ, Chúa cho thay Đức Kitô vì lòng từ ái vô biên đang quảng đại ban ân sủng, để điều mà bi tích đang thực hiện sẽ nhắc nhở chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con ban truyền Chúa chịu trên và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Lạy Chúa xin cúng nhớ đến anh Anton Nguyễn Văn Linh và chị Anna Nguyễn Thị Thảo Sương mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn hôm nay. Nhờ ơn Chúa xin ban cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống trong bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản này xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn với nhau trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước hôn nhân thánh thiện được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi đã sắp đặt công việc khởi đầu vũ trụ cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa đã thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành là phúc lành duy nhất, đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền lòng trung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân thánh thiện. Xin cho nữ tỳ của Chúa là chị Anna Nguyễn Thị Thảo Sương được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong sách thánh. Xin cho người chồng của chị là anh Anton Nguyễn Văn Linh được thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu của Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con này xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được kiên trì gắn bó với nhau trong đức tin và các huấn lệnh của Chúa, và nhờ trung thủy hợp nhất với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn,
Nhờ sức mạnh tin mừng củng cố, họ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ được sinh con và trở nên những cha mẹ mẫu mực nhân đức, và cả hai được tìm thấy con cái cháu chắt. Cùng và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời, hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng yêu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa đã cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và bổ dưỡng bằng cùng một bánh thánh, cùng một chén rượu, cũng được Chúa làm nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu hôn nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu luôn gìn giữ các con được hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi mãi lưu lại trong nhà các con. Amen. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nên nhân chứng của tình yêu Đức Kitô nơi thế gian, để nhờ những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn các con mà tiếp rước các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Và ơn Chúa. Xin mời gia đình nhé, bố mẹ hai bên trước đi ạ.